đấy nhá, mười bát rồi. Tám con rồi. Lớn rồi vậy? Dạ. Lớn. Sẽ qua cam toan chất rồi. The catfish. This mango salad, or can say like mango sauce with fish sauce. That's a very classical my food. Yeah. So can the people eat? It's mainly rice 3 days, 3 times per day. So that. Làm cháu lại là mà nhắm ở bên đó nhưng bạn lại chọn làm bên đó chẳng chốt là bộ vật tốm và bây giờ chỉ nó tốm hay ta mà nhắm ấy rồi gót lại miền tây ăn mấy lọt màu bắt đầu chẳng đi ở thì giờ còn bảy con nữa rồi hơn bảy con nữa. Lớn rồi vậy? Dạ. Lớn. Sẽ qua cam toan chất rồi. The catfish. This mango salad, or can say like mango sauce with fish sauce. That's a very classical Khmer food. Yeah. So can the people eat? It's mainly rice 3 days. 3 times per day. So that.
So fish. Yeah, it is. Normally, fish we don't feel like that. We eat so we split the bone. Yeah, split the bone by this. And also with rice. I'm sorry because I use my left hand for camera and then the right hand for the food. Yeah. Okay, thank you. So thank you now. Enjoy the meal.